Đây là mộc bonsai này. Năm nay à, cái thời điểm này anh Lâm mới còn bảo mộc quần một con trứng như thế này thì các loại khác thì nó trứng là điều hiển nhiên. Giờ này là anh đi đâu về đâu là đang câu cá đây à? Ra đo cây đi. Con này uốn nhiều quá này. Từ ngày có áo chống nắng cho nên là bà con tầm này đi ra ruộng rất nhiều. Không có áo chống nắng lặng nắng lắm. Đấy, mộc bonsai. Nhưng cảm giác là của ông ấy là uốn ấy đẹp hơn. Ông Thắng. Ông Thắng ông uốn đẹp hơn. Ông Mỹ ông uốn hơi hơi ấy. Giả vào quay thế thôi để vào ăn nhãn thôi mà. nhãn mà làm ông Mỹ ông bán đắt lắm đấy. Không ạ. Chưa ăn được, nhãn chưa ăn được. Cũng ăn được rồi đấy. Thì bảo phải đi ra đây để giả vờ quay mộc mới quay các thứ để ăn nhãn. Nhưng mà tôi nói với các ông thể nào ông Phương ông ấy biết. Dạ. Ăn cái gì cả? Mộc ăn mộc phải bảo cái thủy. Bảo cái thủy. Cháu chỉ đi nói phép xong rồi. Ông Mỹ ông nghĩ là mình vào đây ăn nhãn nên cho nên ông ấy cạ ra đấy. Nhãn sắp đến mùa nhãn rồi. Ở Hưng Yên tôi rất nhiều nhãn nha. Hôm qua bọn thằng Mạnh nó còn có vết này này, nhưng mà nó vẫn chưa được nước. Hình như là năm ngoái ông Mỹ bán bao nhiêu tiền nhỉ? Nói chung là cái hàng nhãn của ông Mỹ là rất là ngon đấy. Đây này. Quả rất là to. Quả to. Ông Mỹ ơi, năm ngoái ông bán bao nhiêu tiền nhỉ? Mà nhãn này này. Để cho anh Phương anh ấy tập bán hàng online. Đây này, nhãn khá to đây này. Tức là có nước rồi, cũng đen rồi, nhưng mà nói chung để ăn thì phải tháng sau. Đấy. Còn kiếm tiền có dễ không thì gặp thằng em Ngọc Nhân. Em Ngọc Nhân cứ hay hỏi là chỉ em cách kiếm tiền chứ đi. Thực ra thì em ấy đánh cờ. Như kênh của anh Lân bây giờ anh ấy khoảng 6.000, 7.000 sub B. Chỉ chuyên này phát cờ tướng thôi. Anh bảo mỗi tháng anh ấy kiếm được từ cái lượt xem ấy anh kiếm được tầm 100 đô. Nên kênh như kênh anh Thắng là như anh Lân anh xây dựng khoảng 6 tháng là được khoảng 6.000, 7.000 sub là anh ấy kiếm được 100 đô. Thế nguyên tiền xem. Còn nếu mà ví dụ như là phát like cho người ta ủng hộ sao hoặc ủng hộ đô lết hoặc gửi tiền ăn uống các thứ thì là đấy là nói về chuyện cờ. Còn tí nó sẽ nói về cái chuyện làm nông nghiệp này này, kiếm tiền cây cối này nữa này. Như là cái trào lưu mọc bonsai này, như là cái kênh Thăng Long Kỳ Đạo ấy thì là nói chung là cũng phải từ tầm hơn chục triệu đến 15 triệu, nhưng mà chi phí rồi mặt bằng rồi các thứ rồi bao nhiêu người nói. Như kênh anh Thắng thì nó rơi vào khoảng tầm gần 70.000 người đăng ký ấy. Anh xây dựng 4-5 năm. Ông Đân ông xây dựng có 6 tháng hay là nói chung là tầm 6 tháng, 7 tháng, chưa đến 1 năm, nửa năm. Anh có tầm 6.000, 7.000 lượt theo dõi. Thế là anh ấy bảo là kiếm mỗi tháng kiếm được 100 đô, kiếm được 2 triệu mấy. Kênh của mình thì chưa bật kiếm tiền nhưng mà sắp tới bật kiếm tiền. Thì nói chung là 1-2 năm thì nó cũng 100 đô, mấy 200 đô nó đơn giản. Nhưng sau đấy khoảng 4-5 năm. Như kênh anh Thắng này, mọi người cứ cảm giác bây giờ nhìn vào kênh anh Thắng mà phát nhá. Sẽ thấy là một tháng anh được 10 triệu mới 15 triệu. Cứ ngồi nhà nói chuyện liên thiên xong đánh cờ thôi. Mà anh em gọi là nghiện cờ thì lại bảo đi trong đam mê, sướng thế còn gì. Như con này đẹp nhỉ. Nhưng mà khi mà nói như thế, nhìn mà như thế, mà như kiểu em con này đẹp này. Con này rất tương lai. Như kiểu em Ngọc Nhân, em nhìn vào cái kênh của anh Thắng ấy thì hoặc là nhìn thấy cái việc kiếm tiền của anh Thắng ấy thì để hỏi anh Thắng là kiếm tiền như thế nào anh. Nhưng mà có bao giờ có dám bỏ ra 5-6 năm để làm cái thương hiệu như thế, xong rồi bây giờ cứ mỗi tháng nói chuyện liên thiên xong ngồi đánh cờ để được
được chục triệu mới hơn chục triệu đâu, được 10 triệu, 15 triệu. Tức là cứ ngồi đánh cờ thôi, xong rồi nói chuyện liên thiên thôi, xong rồi cứ mọi người vào xem thì là người ta được, chứ còn ngoài ra còn tiền cà phê, rồi tiền đô lết, rồi tiền lung tung, tiền bán khóa học rồi các thứ. Nhưng mà thường là ví dụ như khi người ta đã đạt được như thế rồi, người ta không muốn dừng lại. Hoặc người ta đạt như thế rồi là người ta lại có cái mục đích cao hơn. Khi mà ví dụ như là như kiểu cái trường hợp của em Ngọc Nhân ấy là đang đi bộ, nhìn thấy người ta có xe đạp là ước ao mình có xe đạp. Hoặc là nhìn người ta có xe máy là bảo thế anh kiếm được cái xe máy như thế nào. Nhưng cả một quá trình người ta 4-5 năm người ta kiếm được xe máy đi. Con này còn phải dốc tít lên đây này. Đây này, cái này này. Đấy nhá. Đấy. Nếu mà thích thì vặt tiếp cái này nhá. Đấy. Như trường hợp của ông nào nhỉ? Ông nào chú ông Hùng bảo là vặt như thế này thì nó nhanh liền sẹo hơn là cắt. Cắt là nó ấy hơn. Cái loại này tin này thì chắc là không ấy, trừ khi các ông phải lấy nhiều cơ. Còn cái này phải thuyết phục anh Phương Say. Thuyết phục anh có lịch đi đâu về đâu. Nhưng mà cái loại này, ông Mỹ ơi, ông Mỹ, cái loại thoát thân này là chắc là chưa bán nhỉ? Đấy, bây giờ mới hoàn hồn thì bán gì? Nói chung là như cái hàng đẹp này là khó đấy. Hàng đẹp này khó. Mà làm này toàn cái lây nó thẳng như thế này, bóng tán như thế này. Nó cũng là mộc thoát thân này, cũng là vanh như này này. Nhưng mà cũng có phải vườn nào cũng làm được như thế này đâu. Cho nên cốt cách con người cũng thế. Chỉ có người mới. Có phải ai cũng hoa hậu. Nhưng mà bên năm nay nó tổ chức nhiều cuộc thi hoa hậu lắm rồi ông ạ. Ông đi thi kéo ông cũng được giải. Chúng nó tổ chức nhiều cực kỳ luôn. Nhất là cái con bé gì mà sang châu Phi ấy, tôi thấy nó cũng chả xinh gì. Mà nó vẫn làm hoa hậu. Ông cháu kệ cái thủy nó ấy. Cháu biết mà vì bán đất thì. Bán đất à? Ừ, bán mẹ ruộng thì. Bán ruộng đi rồi. Thế tí nó cái thủy nó ấy chứ. Cháu đây cháu chỉ nhìn cái mô hình của ông là cháu đã ưng cái bụng lắm rồi đây này. Đây đang hướng dẫn người ta cách người ta kiếm tiền. Ông Mỹ chịu làm sao được nhiệt của ông Mỹ. Mỹ lương hơi cao đấy. Trông vậy thôi chứ có phải là nông dân ai cũng ấy đâu. Nông dân bây giờ xem nai rất nhiều nhưng ông Mỹ cả đời ông chả xem nai. Nhưng mà ông ấy biết dâm mọc rồi ông làm kiếm tiền ngoái. Đấy nói về cái nghịch lý nó rất là nghịch lý. Tức là các bạn muốn đấy, đấy. Tôi quay cái loại mộc này nha, rất nhiều ông hỏi giá. Tí lên YouTube lại rất nhiều ông hỏi giá. Đấy, cùng thoát thân như này, cái lây nó như này. Xong rồi không có tật sẹo gì này, các bạn nhìn này. Lây nó rất đều nha. Nó không có tật gì này. À, nó thoát thân như này này. Chứ có phải là mỗi thoát thân xong rồi gốc như thế này là giá như thế đâu. Mẹ này. Cái hàng này mẹ hàng chăn nuôi thì thôi rồi. Nhiều anh em cứ bảo là mộc bây giờ nó cũng trứng nhưng mà thực ra là. Đây, hỏi còn không bán đấy nha. Có phải là ai cũng rất gì vào này nọ được như thế này đâu. Vậy là 3-4 năm nữa. Mấy cả nói chung là tôi ưng cái địa thí thế như này. Tại đi ra ngoài kia nó nắng nó sập nguồn. Ở đây có ngồi nói chuyện với các ông mấy tiếng đồng hồ thì. Con này này. Này nó ghê lắm đây này. Nói chung là đấy. Đây này. Rất ghê này. Gốc nó chỉ bằng ngón tay thôi này. Nhìn này. Đấy tức là nói chung là cái gì việc kiếm tiền. Thì nói với mọi người ở trong tất cả lĩnh vực. Mọi người đều cần cái sự cố gắng kiên trì. Xong rồi tự nhiên là nó sẽ có thương hiệu. Đây cây này cũng đẹp này. Này. Nhìn thấy chưa? Nhìn cốt cách của nó chưa? Không có một cái tí sẹo nào luôn ấy. Này con này. Tôi vừa có công nào là tôi vặt được ba cái này. Nó như này nó mới cây bé bé tí rồi thôi. Nó mét rưỡi. Thoát mét rưỡi. Con kia thì nói chung là. Tức là khi mà các bạn dóc ấy. Các bạn nếu mà cái lây này nó còn thẳng này. Và nó không có tật. Thì dóc đến đấy thôi. Nhưng còn cái này thì có thể dóc, ví dụ cắt cái này đi để giữ cái này thì nó lại thoát nữa. Nhưng mà cái chỗ này nó bé, chỗ này nó lại cao. Đây này, cái hoa mộc nó đến rồi đây này, mùa hoa mộc nó đến rồi đây này. Đây này, hoa đây này. Đây này. Thường là cái hoa mộc này nó từ tháng 8, tháng 9 âm lịch đến tháng 3, tháng 4 âm lịch hàng năm. Năm nay hoa mộc thì nó mãi đến tận tháng 5, tháng 6 nó vẫn còn hoa. Đấy. Nhìn thấy đi ra chỗ lắng là tôi bị sập nguồn. Mới ở đây nếu ăn nhát là không ai biết. Mình khôn phết đấy. Mà toàn ở đây lại toàn cỏ bé. Ông Mỹ ông trồng cái cỏ nhãn ngoài kia thì nó lại to hơn. Nhưng mà đây này.
Năm ngoái chả biết ông Mỹ bán bao tiền cân nhỉ? Đi sâu vào dưới này thì không ai để ý. Nhưng thực ra có ăn được mẹ đâu, ăn được một hai quả thế này. To phết rồi đấy. To bằng, to gần bằng ngón chân cái rồi. To gần bằng ngón chân cái của thằng tóc vàng rồi. Đấy, nhãn này. Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Đi sâu vào đây là ăn nhãn là không ai biết. Hạt cũng khá to à. Nói chung ngọt. Tầm tháng nữa thì lấy hơn. Đấy. Thấy chưa? Khô nào. Đi sâu ở đây ăn nhãn là không ai biết. Ngày xưa là mọi người hay nói là nào bây giờ một chùm như này nhá, ăn nhãn vào là có hơi tay, là chuột mới rơi nó. Chuột nó rơi nó ăn. Nhưng mà thực tế là đấy là người ta không muốn cho bạn ăn thì người ta nói thế. Đây, quay sư khoa đấy là nói tí nó đi đâu về đâu anh ấy lại phản ứng ấy, phản ứng dữ dội luôn ấy. Đây này. Nói chung cái ở tôi thì nói chung là đi ra đường bây giờ là ra ruộng là không bể ấy rồi. Đấy, mọc đấy. Này, ngon chưa? Dạ. Về Khoái Châu bây giờ còn ăn ỉa ra quần còn chả em ăn. Ra vườn thằng cu em nữa thế là quay đơn thế là cứ ngồi tỉa còn chả em ăn. Hôm qua ra đây vui mồm thì mỗi lần làm cân ăn như thế này thôi nhưng mà chắc được 20 quả là ngán. Đấy, hiểu chưa? Bọn này nếu mà nó ấy thì nào, kiểu nó vừa mới liền chân này, con này thì nó vẫn bị tật này. Nhưng mà dần dần là nó liền. Đấy, nói sơ qua về cái việc kiếm tiền thì thực ra là phải chăm chỉ và kiên trì cơ, chứ còn mọi người thường là bỏ dở. Đây này, bó như này, trông nẹp như này thôi, nhưng mà nẹp như này nó cũng phải tầm 1 năm đấy. Đây này, liền đây này, mọi người nhìn chưa. Tôi đứng đây thì sợ là cái nắng nó ấy, tôi cũng phải xây dựng liên tục ấy chứ. Còn nói chung là mình cũng hay mắng anh em, nhưng mà nhiều khi thì mình quay về mình nghĩ mình bảo, nhiều khi mình mắng ấy, mình bảo đấy bảo mấy anh em chúng nó, nhưng mà có kiên trì được đâu. Nó khác nhau ở cái kiên trì ấy. Mấy cái thứ hai nữa là nhiều khi thì mình lại quay ra mình bảo là thực ra mình mắng như thế nhưng mà không phải ai làm được. Mẹ mỗi cái mùa này là mùa hè này này, mẹ một ngày tưới hàng 2 lần, xong rồi lúc nào cũng như thế này thì làm sao mà ông Mỹ ông ấy quay video để ông làm YouTube mới cả TikTok mới cả Facebook được. Anh Phương say anh lại thích đi câu hơn là anh ấy làm cái cơ. Đấy, cho nên là bảo mấy cả anh em ví dụ như là đây này. Ơ, đang nói chuyện quấn này mà. Đây này, cái mà mộc hương này nếu mà bình thường mà mọi người hai cái cành này thì mọi người cắt. Nhưng mà quấn như này là dần dần nó liền. Cho nên nhiều khi là mình nghĩ lại mình bảo là mắng thế cũng không đúng. Tại mỗi người một vai trò. Mấy cuộc sống người ta ví dụ như người ta thích. Đấy. Người ta thích đi xe đạp thì làm sao mà mình ép là để kiếm như thế này để được. Vừa mới đạp ở đây nó gãy bố nó cái cọc. Để được cái ô tô. Nhưng mà có mỗi cái là nếu mà người ta muốn đi ô tô nhưng người ta không chịu làm thì mình góp ý thôi. Chứ còn mỗi người một ấy làm sao mà. Mấy cả các bạn cứ tưởng tượng nha. Ví dụ như là kênh Thanh Long Kỳ Đạo mấy ở như ông nào. Tại vì các ông theo dõi tôi là cũng là một phần là cũng phải tầm 50% là các ông chơi cờ tướng. Chứ còn ham cây ham kiếc thì ít. Đây này nó liền đây này. Tí tôi sẽ nói về cái vấn đề mà như thế này với Mộc Hương. Tí sẽ nói tại vì là như thế này này. Ví dụ như nếu các bạn cắt đi thì là cái nếu mà cắt một cành đi. Thì là cái thân dưới này lây nó không đều. Cái thân dưới này nó đây này. Cái thân dưới này nó như thế này. Nhưng lên đây nó lại bé tí như thế này thì nó không đều. Mà mình đang nói với mẹ. Cái ví dụ như là cái kênh Thăng Long Kỳ Đạo ấy. Nếu mà nguồn thu mà nói so với cái kênh của anh Thắng. Trần Quyết Thắng ấy. Kênh Thăng Long Kỳ Đạo số lượt sắp của nó bây giờ nó rơi vào hơn 100.000 rồi. Nhất là cái đợt gì mà cái giải mẹ gì. Thế là Trung Karan mấy các thứ là kêu gọi người ta đăng ký ác. Nhưng kênh ông Thắng các bạn vào chửi ông còn chửi cho. Cấm luôn. Ông Thắng cũng theo cái phong cách của mình ấy. Chứ không kêu gọi là đăng ký hay sắp hay siếc các thứ đây này. Vặt đi thì theo như một số chia sẻ thì nếu mà vặt các bạn đấy kéo cắt thì nó sẽ sinh tật, nếu mà vặt như này thì nó đùn ra nhanh hơn. Đấy là chia sẻ cũng rất gì vào này lọ. Đấy con này này. Ví dụ như là nguồn thu từ số lượt xem với cái số tiền ấy ấy thì là các bạn biết là ví dụ như là kênh của anh Thắng với kênh Thanh Long Kỳ Đạo có lẽ mang nguồn thu về cũng chỉ như nhau thôi, lượt xem ấy.
một kênh thì đăng ký rất là nhiều, nhưng mà lượt xem nó cũng chỉ như thế. Nếu các bạn mà chạy quảng cáo một cái panget so với một panget của mình không bao giờ chạy quảng cáo thì panget của bạn có đông gấp đôi, nhưng lượt xem chưa chắc đã bằng được cái kênh của mình. Đấy, ví dụ kênh Thăng Long Kỳ Đạo hơn 100.000 người đăng ký, nhưng lượt xem một video đang có giải giáp cấp nhân tái ấy, các bạn cứ xem mà xem, đang trực tiếp một cái vòng mấy, xem một kênh của anh Thắng có 60.000 người đăng ký thôi, mà kênh Thăng Long Kỳ Đạo hơn 100.000 người đăng ký, nhưng mà người ta lại xem kênh của ông Thắng cơ. Thế mới đẻo. Cái mầm dọc thân này phải vặt đi nhá. Còn cái gì cũng thế, muốn làm nó phải kiên trì cơ. Kiên trì mấy năm. Cách làm thì cũng tương tự, cũng quay cây như này thôi. Nhưng mà nếu mà người ta có ngôn ngữ và người ta đọc sách nhiều, người ta dẫn từ cái trường hợp cây mọc hương này sang một cái vấn đề khác thì người ta xem thì sẽ bị cuốn hơn. Kênh Thăng Long Kỳ Đạo chẳng hạn, nó nói về cờ thì chỉ chuyên về cờ, nó không nói được nhiều cái chuyện khác. Ông Lân à, ông Thắng, ông mấy ông Lân ông đá đưa các thể loại, ông làm thơ xong rồi ông nói chuyện là con người yêu tôi mới thế nọ thế kia. em gì thế này, còn nói sơ qua về cái kỹ thuật mà như thế này để cho các bạn biết này. Ở đây bắt đầu nó lắng rồi đấy. Tôi không thích cái lắng này đâu, lắng ra ngoài là nó sập. Ví dụ nha các bạn nhá, tại sao mà tí nữa rồi sẽ có một thời gian thể nào ông Phương ông cũng bày ra hai cái cây này cuốn vào với nhau y như cái trường hợp kia kìa. Thì các bạn cứ hình dung nhá, khi một cái cây như thế này nhá mà các bạn muốn thoát thân nó cao lên tí nữa, ví dụ như đến đây là gọi là thoát thân này. Nếu mà muốn thoát thân cao thì một là ba các bạn phải cắt cái cành này, hai là các bạn cắt cái cành này. Bây giờ phải nhìn xem cành nào giữ lại hay cành nào cắt đấy, thì các bạn sẽ thấy là ví dụ như nếu mà cắt cái này đi. Còn nếu không thì như bọn thằng gì ở trên mạng ấy, thằng Vinh Gà mà có thật đợt nó bảo mình là loại vô học mấy cái gì ấy, vô học mấy cái mẹ gì. Mình bảo là nếu mà nói vào cái việc học thì chắc chắn chúng mày không thể bằng tao được. Đấy thì là tôi phải bảo như này, nếu mà như bọn Vinh Gà các thứ là nó sẽ bày cho mọi người là chiết. Nhưng mọc hương này là nó chiết nó lâu ra dễ. Cho nên bình thường ở đây mà mọc hương các thứ là cắt đi, nếu ông nào dâm được thì dâm, không là cắt vứt đi. À, riêng mọc hương nhiều ông hỏi tôi chiết rồi các thứ linh tinh, nhưng toàn không phải là nhà vườn mà người ta chỉ là người có thằng cu em nó gọi đây này. Ví dụ như là nếu mà các bạn mà kiểu tay chơi nơ mơ mà nhà có một cây mọc hương mấy hai cây mọc hương thì hay mọi người hay hỏi là chiết mọc hương mấy cái loại thế kia, nhưng thực tế là các nhà vườn người ta không chiết đâu. Ở tôi ví dụ như các anh em ở đây người ta khai thác một hai cây thì người ta chiết hoặc là chiết để làm nội dung thôi, chứ bình thường là không ai chiết mà người ta sẽ cắt đi. Thì trong hai cái cành này thì mọi người sẽ lựa chọn là cắt cành nào để cho thứ nhất là cây nó thẳng, thoát thân thẳng mà nó không kiểu nó không khấp khảnh. Cái thứ hai là cái thân cái nây của cái cành mà giữ lại nó tương ứng với cái loại kia kìa. Đấy thì là thường là ví dụ như nếu mà lựa chọn thẳng thì người ta sẽ cắt cành này và người ta giữ cái cành này. Đấy, còn nếu không, nếu chọn được cái cành to thì người ta sẽ giữ cành này, xong người ta lại đè cái này ra để người ta ấy, tức là cắt một cái cành này đi. Nhưng mà nếu mà theo kỹ thuật hiện đại bây giờ là không cắt. Đấy, không cắt mà người ta sẽ uốn vào hai cái này vào với nhau, uốn hai cái thân vào lại với nhau. Cái này loại này thì nói thật ra bán số lượng, còn không bán thì bán lẻ làm sao được. Bán lẻ thì cũng là cái tạng này nhưng mà ở vườn khác. Đây các cái mầm này là mầm hoa đây này. Mầm hoa đây này. Thì là đây nhá, đang hướng dẫn mọi người là khi mà bình thường là người ta muốn tạo thoát thân là người ta cắt đây này, các cái vết cắt này, sau đấy là nó sẽ liền. Đây mọi người nhìn thế này. Đấy, sau vết cắt thì mọi người sẽ thấy nó liền. Đấy, nhưng mà theo kỹ thuật của nói chung là tầm 2 năm là mình cũng nói cái vấn đề này rồi, 2 năm trước thì người ta sẽ uốn như thế này này. Đấy, uốn này. Đấy, anh Tiến Đô, anh Đô Tiến bây giờ anh ấy không thấy cây, anh ngồi xem livestream đấy. Đấy, đây này, kỹ thuật đây này. Nhưng mà ra ngoài này nó lại nắng. Đây này. Mình thực ra là nếu mà những cái gì mình chia sẻ là hầu như tiếp cận với cả các anh em nhà vườn, chứ không phải kiểu hướng dẫn mọi người toàn những cái kiểu lo kiểu tay chơi ấy, nơ mơ, thi thoảng cũng nơ mơ, thi thoảng lại lấy những cái video mà đánh ghen xong rồi đi xem bói loạn xí ngậu để mọi người kiểu vào tranh cãi cho nó vui thôi. Chứ cảm giác là tôi thấy chả cảm giác, chả đóng góp mẹ gì. Thế này. Đấy, thế là khi mà mọi người cứ bắt đầu là phân vân giữa việc là cắt cành nào mới bỏ cành nào, thì bắt đầu là không cắt cành nào cả, uốn vào với nhau, sau một thời gian là nó liền. Đấy, tức là cái việc này là kiến thức là tôi đã chia sẻ mọi người 2 năm nay rồi, chứ không phải bây giờ mới chia sẻ, mọi người hình dung chưa? Đấy, tán thì nó vẫn đấy, tán đây này, nếu mà mai sau thích thì
lại ấy nó ra, bẻ nó ra như thế này. Đấy, đợi nó liền thôi. Đấy, khi mà mọi người còn những cái bọn nó ấy thì nó sẽ hướng dẫn mọi người là chiết mấy cả thế nọ thế kia, nhưng thực ra ở trong cái giới mộc hương này nè, ít anh em làm chiết ạ. Đây, tất cả cuốn cuốn như này, nẹp nó vào thì dần dần là hai cái thân nó liền vào với nhau. Đấy. Ở cái vườn này có mọi người sẽ phải thấy là tầm phải bao nhiêu cây đây này, cứ cuốn vào sau một thời gian này. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Cuốn này. Đấy. Cuốn này nó liền rồi. Sau một thời gian nữa nó liền, liền tít. Đây này. Đấy, thì cái độ thoát thân nó cao. Đấy, 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 vừa nhắc Tào Tháo đến luôn rồi. Tào Tháo đây này, Tào Tháo này là hướng dẫn mình cái cách này này. Nhưng mà chắc là cũng copy của thằng mẹ nào ấy, ở trên mạng ấy. Xong bắt đầu hướng dẫn là mày về mày nẹp như thế này. Đây này, không đi câu nữa, về đây này, bẻ cái này này. Hôm nay không biết là quay video mới đi bẻ nhánh mọc này được bao tiền công đây. Đây này. Đấy. Còn cái trào lưu mọc bonsai thì nói chung là ông Thắng kia là ông ấy làm ác hơn. Ông Thắng ông làm ác hơn. Đây là chưa có bàn tay của đi đâu về đâu, cho nên là trông nó cũng buồn cười lắm. Đấy. Còn làm một cái sản phẩm như thế này thì nói chung là sau khoảng tầm mấy năm nữa cơ thì nó mới ra gì được. Còn đôi khi với anh em thì cái tầm này đến mộc hương, nhiều người nói chung là người ta thích mộc hương này, với cả nói chung mộc hương này nó có giá trị hơn các cái dòng khác. Người ta bảo đến mộc hương này còn hơi trợ trứng, nhưng mà thì làm sao các dòng khác nó trả trứng. Xong rồi cái thủy nó quay ra nó bán cái nịu của Trung Quốc. Hôm qua nhiều ông cũng hỏi mình là thế này. Đấy. Đấy, tức là các bạn phân vân giữa việc cắt cành nào với cắt cành nào để tạo thoát thân đi. Cuối cùng không cắt mà xoắn quẩy với nhau, sau một thời gian là nó liền, liền thành một khối. Chả biết là học của ai, nhưng mà thấy cái này là 5 năm rồi, à 3, 2, 2 năm rồi. 2 năm rồi thì thấy rất nhiều cây cũng đã thành phẩm rồi này. Cây này là ông mới ấy này. Nhưng mà như thế này là cũng phải tầm như thế này cũng phải mấy tháng rồi. Không biết cây trào lưu này. Đây này có mở mọc bắt đầu nó có ra hoa rồi này. Đúng không? Những cái mà như này là ra hoa đúng không? Cháu thấy các cái mầm mọc rồi đây này. Hết nấm nọc này mới đấy à? Tưởng là cái này là hoa. Không, thi thoảng vẫn có hoa, nhưng mà nó một hai bông ở trên cây. Nó không đáng kể. Nó không đáng kể. Có lẽ là làm ví dụ như là trồng nó ở thời tiết mát thì là nó sẽ ra hoa. Kiểu thấy cái thời tiết nắng mát đi. Chứ còn bình thường ở đây cái mùa này bắt đầu nó nắng ấy. Nắng hay không thì cũng là phải nằm quả nhãn. Anh đi đâu về đâu đừng có mách nha. Nói đủ quả nhãn này cũng bé lắm. Chưa ấy được. Tức là nếu cái mùa của cái mộc hương này. Mùa của mộc hương này là bình thường là từ tháng 8, tháng 9 âm lịch đến tháng 3, tháng 4 âm lịch hàng năm. Nhưng năm nay đến tận tháng 5 nó vẫn còn hoa. Nó hoa nhiều. Còn thi thoảng ở trên cây bây giờ có thể là vẫn bắt gặp được một cây. Nó có một bông, hai bông nhưng mà nó không đáng kể. Cây nó cũng phải có thời gian nó nghỉ để cho cây nó còn phát triển như đây này. Nọc lá tùm lum đây này. Nhưng mà ra ngoài này là nó bị nắng. Đấy, còn nói với bà con đấy. Có cái áo gió một phát là bà con đi ra ngoài ruộng rất nhiều. Có bị ảnh hưởng bởi TikTok mấy cả Facebook mấy cả cái gì đâu. Cái loại này cái thủy nó hòm hem lắm đấy, nhưng mà như này anh Phương thì trông như thế này thì là đẹp không? Ấy, nây nó rất đều. Được các cái sản phẩm nói chung là của cộng đồng nhà ông Mỹ. Ôi, mình nhìn cứ tưởng con kia con mọc hóa ra con mít. Con đứng sau kìa, hóa ra là con mít. Bán mấy cây nhài ba lá. Muốn bán nhài ba lá phải về đây cháo chuyệt. Phải về đây xong rồi giơ tay giơ chân các kiểu mới bán được. Chứ nói chung là giả vờ quay vậy thôi, nhưng mà nhãn hơi bé. Em cứ say em bảo là về bán mấy cái nhài ba lá. Nhài ba lá nó đang như thế này. Nhài ba lá còn một bài nữa phân tích về nhài, nhưng tí nó ra kia để phân tích hai loại nhài nữa. Ba loại nhài. Đến loại này nhài. Nhài này mới làm có 2-3 năm chưa gì đã sốt ruột nhỉ.
Nhà nó còn mẹ còn phải bây giờ anh Đô tuyển anh mới nâng tầm nhà lên tầm quốc tế, bây giờ này chưa gì đã bảo bán. Chưa gì đã sốt ruột. Mộc Hương làm bao nhiêu năm đây, cái nhà ba lá này mới có 2-3 năm thì nhà ba lá này mới có, nói chính xác là người, nếu mà người chồng ở đây thì ông anh Lâm anh chồng khoảng tầm 3-4 năm rồi. Còn đợt đi xui thằng Tuấn Dinh là nó mới trồng được có đến bây giờ tầm này được được 3 năm. Bây giờ người ta mới nâng tầm cái nhài ba lá này lên tầm quốc tế này, chưa gì đã bán. Mộc thì bao nhiêu năm rồi bảo bán thì không bán cơ. Mộc bao nhiêu năm này bảo bán không bán. Đây là cái nhài ba lá này. Tí nữa tôi sẽ nói về cái vấn đề nhài này. Còn một cái thằng ớt ơ kia nó còn một cây nữa. Nhưng mà dạo gần đây là tôi phải nói thật là tôi hay rỉa chúng nó quá. Nhất là thằng đầu đất mấy cả thằng thằng đầu đất là ít. Còn thằng tiến béo là tôi hay rỉa chúng nó quá. Cho nên là tôi phải xin lỗi. Mẹ ngày ngày vẫn phải tự gõ đầu mình. Tại vì ở đây nhãn hơi bị to đấy. Đấy cứ giả vờ nói năng liên thiên là xuống đây ăn nhát. Đừng có mách cái nha. Anh xem là biết thế thôi. Đấy, sơ qua về vấn đề mọc thoát thân với cả mọc thế loại kia. Ra đây bán ruộng mọc cho thằng đầu đất. À thằng... Hôm nay lịch trình công tác rõ ràng. Là bán mọc của con thằng Tiến Béo, bán đơn của thằng Tuấn B. Nhưng mà vào đây tự nhiên ông Mỹ ông vẫy lại. Mình là mình cũng không ham hố cái loại này đâu, nhưng mà thấy nhãn nó cũng nói chung là cũng vui miệng. Ông hôm nay ông thất thu cháu 20 quả nhãn. Ngày xưa ông cứ bảo là chạm vào là rơi nó ăn, với chuột nó ăn, nhưng mà bây giờ lớn rồi biết rồi. Ăn nhưng mà chuột nó cũng rơi, nói chung là nó động vào nhưng mà có phải nhãn của mình đâu. Mình ăn thì mình cứ ăn như rơi động vào cái. Nói chung là chưa ăn được. Chưa ăn được. Đấy. Ngày xưa vẫn bảo mua cái kẹo gì nhỉ, kẹo dừa. Bà nội thì cứ bảo là ăn kẹo dừa thối tai nên là không ăn. Bây giờ lớn lên mới nghiệm ra là bà không có tiền, cứ đòi bà mua thì bà bảo ăn kẹo dừa thối tai đấy. Xong rồi ông Mỹ thì vẫn cứ mình bươn 40 tuổi rồi ông vẫn bảo mẹ ăn là rơi nó ăn đấy, chuột nó ăn đấy. Nhưng bây giờ mình cứ thế thôi. nhà cháu không có phạt đâu, nhưng mà nói chung ở dưới Khoái Châu thì ăn cũng đấy. Đây à, PR cho cái sản phẩm nhãn của ông Mỹ để cho mọi năm là đấy, thấy chưa, anh Phương anh sốt ruột ngay, đã chín đâu mà ăn. mọi năm là có cái sản phẩm nhãn này là anh Phương này anh cũng tất bật lắm đấy. Nhưng xin chia buồn là cái nick đi đâu về đâu là chưa có vợ, mặc dù rất chăm chỉ đi câu. Đấy, mọi người là cứ tranh thủ vào đấy để tán. Chưa có vợ. Đâu. Đấy thì cháu nó vẫn ngày ngày bán con hàng ế của ông đấy, nhưng mà có bán được đâu. Bán con hàng ế ở trên mạng như này. Bán con hàng ế ở trên mạng nhưng mà mãi không bán được, đau hết đầu. Tại vì nói chung là yêu cầu nó hơi cao. Yêu cầu hơi cao. Đây nhãn này này, xài rất là ấy nhá. Đây là đang làm luống để nó kiểu nó vun lên trên này để cho cây nó cao đây nào. Đấy, thoát nước mấy các thứ. Con ế phải xuất hiện nhiều ở video vào. Xong rồi mình thi thoảng mình đã đưa nè. Chưa có vợ có biết. Thôi được rồi, tạm biệt gia đình ông Mỹ ở cái video này. Còn cái loại này là quế đỏ này. À, quế đỏ chứ không phải cổ Huế. Cổ Huế thì nó thơm hơn. Tức hoa hồng nó rơi vào ở Việt Nam mình, nó rơi vào 2.000-3.000 giống rồi. Nhưng mà đây này, ví dụ như là bên Não Đại bên này là cũng rất nhiều giống hoa hồng như này. Nhưng mà thực tế là cái loại hoa hồng này ngày xưa là mình biết rất là kinh. Nhưng mà đến giai đoạn này là mình hơi bị mù kiến thức. Nên là cái thứ hai nữa là kiểu đi ra nó nắng cho nên là con này là con mẹ gì ấy. Ừ, nó về Việt Nam mình nó phải mấy trăm giống. Rất nhiều hoa hồng ngoại nhá. Đấy. Ôi giời, hai bà này không mặc áo chống nắng như thế này thì chết. Không mặc áo. Cái gì cả? Cây của bà bé tí thế này chưa gì đã sốt ruột nhỉ? Cây bé tí như này thì được bao tiền? Cây to ở đâu?
cái vườn này có mỗi tí tí như này thế nào để đi mất rất mất thời gian, thà phải phải làm mấy mẫu. Phải làm mấy mẫu như ở trong Nam ấy thì nó mới đỡ mất công. Ở miền Bắc mình làm rất kiểu manh múm kiểu nhá. Cứ mỗi nơi lại mấy miếng xong rồi chạy đi chạy lại thế nào nó mất rất nhiều thời gian. Ở trong Nam này mới cả các cái nước như kiểu bọn châu Âu ấy. Nó mà đã giao ruộng cho ai là nó giao cả một hecta. Nó phun thuốc trừ sâu mấy các thứ là máy bay rồi các thứ linh tinh. Mùa này mà bà mà bán thì nó bị ép giá xong rồi các thứ nó không tiện. Bây giờ chỉ nó có nói phép xong rồi đến cái mùa mọc thì tha hồ mà bán thôi. Để biết nhà mình có mọc. Chứ còn tầm này bán thì thứ nhất là cây nó đang phát triển như thế này. Xong rồi nói chung là như cái hàng ối rồi ôi này thì biết bao nhiêu. Biết định giá bao nhiêu. Nhưng mà chả. Nhưng cái bọn này nó khó lắm. Mà cái loại này nhá, cháu bảo thật nhá. Cháu bảo rồi, những cái hàng bé này nhá. Cái bọn bây giờ phải nói thật ra là các người anh em ở Phú Thọ mới Nam Định mới Thái Bình, các hàng bé bé này bọn tôi không cạnh tranh được. Tại ở đấy nhá, người ta trồng cái loại này ở đây có thể là trồng một năm, ở dưới chỉ trồng 5 tháng là được như này. Xong rồi công ở dưới ý, xong rồi ruộng giếc ở dưới nó rẻ. Ba yếu tố ý. Công của các bà so làm sao mấy các người ta làm ở trên Phú Thọ người ta rẻ hơn nhiều. Ở đây giá ruộng cũng thế, ví dụ như triệu rưỡi, 2 triệu, 3 triệu một sào một năm. Ở đấy mà nó như ở trên Phú Thọ hoặc là Sơn Tây hoặc các thứ người ta cảm có đồi. Thế, cho nên các cái hàng nhớ nhớ này nhá, ở đấy nó đập chết mình về giá, kể cả đơn bé. Cây tường vi này của bà nhưng mà bà trồng thì bà trồng nó phọt hẳn, nó cao lên nhưng mà nó cứ là nhớ nhớ như này các bạn ở Sơn Tây Phú Thọ là các bạn. Hoặc là kiểu Thái Bình hoặc là các thứ ấy. Người ta được ba cái yếu tố ấy. Thứ nhất là nhân công rẻ hơn, mặt bằng rẻ hơn. Xong rồi tức là nhân công lao động này rẻ hơn này, mặt bằng rẻ hơn. Xong rồi cái đất ở đấy nó lại buồn cười nhá. Cây mà trồng cái loại bé bé này nhá. Ở tôi trồng một năm ở đấy chỉ 5 tháng hoặc là nó thấp hơn nhiều. Ngắn. Ở đấy cái đất của nó kiểu nó phù hợp mấy cả các cái loại cải cây nhớ nhớ như này này. Nó giống như kiểu là gà của bà cho ăn công nghiệp mấy gà của bán thóc ấy. Cái đất của mình là kiểu đất thịt ấy. Thế Hồng Sa Pa ngày xưa biết rồi còn. Hồng ở mình trồng 2 năm ở đấy trồng 1 năm là nó lớn bằng. Thân nó cũng như thế, đây nó còn đẹp hơn. Nhưng mà về mình nó kiểu cái gà công nghiệp mấy cả gà ấy. Nó trồng lớn hơn nhiều. Cho nên cái hàng choai choai này nha. Ở mình là nói chung là kiểu ở đây thì nói chung cũng được cái việc là nó tiện mặt bằng ấy. Nó là cái vùng hoa cây cảnh, chuyên hoa cây cảnh. Cho nên là vẫn kiểu vẫn thoi thóp cố gắng cố gồng được. Nhưng mà nếu mà cao hẳn lên thì các nơi khác người ta không có cửa. Cháu bây giờ đang chuẩn bị tìm xem cái chùa là nó chui tu uy tín này. Nó tu uy tín gì đây. Chùa ở đây bây giờ toàn chùa kiểu chùa ma ấy. Tìm mãi. Mấy cả tầm này cháu mới hoạt động tích cực thì bà cứ nói về chùa. Cháu chẳng nghe về lại tự kỷ tiếp bây giờ. Cháu bảo là cái giai đoạn trước cháu là chùa, bây giờ hết chùa rồi. Bây giờ bà này cứ môi giới những cái chùa nào rồi. Đây là cái mô hình nói chung là cũng lằng ngoằng lắm. Nhưng mà phải hoa hồng phải sau cái thời tiết ấy này. Hoa hồng này. Hoa hồng này nó phải sau cái thời tiết mùa hè này. Sau cái thời tiết mùa hè này. Đấy, nói sơ qua về cái thị trường ở tôi với các cái hàng bin này thì có lẽ giá ở đây nó sẽ nghịch hơn. Nhưng các bạn phải thông cảm như thế. Được cái ở đây nó là kiểu cái làng hoa ấy, làng hoa cây cảnh ấy. Các hàng bé này được cái nó, cái chất cây với cả các thứ là nó hơn các cái vùng khác. Đấy, đất này, đất thịt này. Còn ví dụ như là trồng một cái cây mà các bạn biết là ví dụ như là các bạn mua gà cũng vậy. Cùng là mua con gà 2 cân nhưng mà nếu mà gà ấy nó ăn cám công nghiệp thì nó không làm sao bằng ăn gà, ăn thóc, ăn gạo được. Ở đây cái đất này nó kiểu đất thịt đi. Đánh nó tốt. Đấy, chứ còn các cái nơi khác thì cái đất ở Thái Bình là ngày xưa trồng hoa hồng là tôi biết. Đất kiểu đất nước lợ ấy, nó phù hợp với hoa hồng hay sao ấy. Lớn nhanh lắm. Đây là các loại hoa hồng. Đây. Chứ còn bảo là ví dụ như mấy anh em bảo là mẹ chăm thì người ta chăm thế nào tao cũng chăm như thế, chứ làm sao mà có chuyện ở Nam Định Thái Bình hoặc là ở đâu mà chăm hơn bọn tao được. Nhưng mà nó do đất, mấy cả đất này, khí hậu này. Đấy, cái kiểu vậy. Gọi ở trên Sơn Tây Ba Vì nhá, ông Mỹ ở đây ông ấy gọi là ông ấy còn là chuyên gia cao thủ của dâm mọc.
Ở trên ý thì kéo bọn 10 tuổi nó cũng dâm được. Cái thời tiết với cái đất của nó ấy. Đất của nó là cái đất kiểu đất đất nó có như kiểu là đất đồi ấy. Đấy, xong rồi cái khí hậu của nó mát. Ở đây nếu mà ông nào muốn ấy là toàn cắt cành mọc xong rồi mang lên trên ý dâm. Thuê dâm. Đấy, đại ý là nói sơ qua cái loại hoa hồng này cũng thế. Ui, cái gian này này kiếm ăn, nhưng mà nó lắng lắm. Đây, còn vườn bên này cũng thế này. Rất nhiều loại. Nhanh không? Từ năm ngoái. Đấy, chưa chào tạm biệt nhưng mà gửi lời chào tạm biệt ở cái video sau. Cảm đơn rồi mọc rồi ra ngoài này để cho con thằng kia nó đỡ tị nạnh. Nhưng mà ra ngoài này là dễ bị sụt nguồn lắm. Cho nên tạm thời là có lẽ dừng ở đây. Hoa hồng thì nói chung là vẫn làm thì theo tôi nói rồi, riêng hoa hồng này là cái thị trường mẹ lại cây. Ôi rồi ôi, đầu tư con 7 triệu chết mẹ nó rồi. Con hoa hồng bạch kia nha, ngày xưa là tôi góp cổ phần 7 triệu. Ba thằng, mỗi thằng 7 triệu. Về sau anh Phương say anh ấy ôm con này 7 triệu bán lại, thế là tôi nó tự nhiên tôi lỗ. Bây giờ con 7 triệu ẳng rồi đây này. Bạch xếp. Đấy, chưa biết là thằng nào úp xoạt thằng nào đâu, cứ tưởng là mình khôn cơ. mình mát tay cơ. Những cái khoản đầu tư nó mệt lắm. Đây này, nhãn này. Nhưng mà nhãn này không ngon. Dạo này phải thi thoảng phải đi bán mọc để đi ăn nhãn mới được. Tôi tăm tia thấy nhiều vườn nhãn cũng ngon phết rồi đó. Còn con thằng ối rồi ôi này nó bảo mình bán vú sữa mày cái mẹ. Đấy là các bà trách. Có mấy tháng rồi mày không vi hành bây giờ chết thật. Quên hết kiến thức. Con thằng này nó bảo là nó bảo bán cái loại này 150 có được không nhỉ? Vú sữa. Còn vú sữa nó uống bonsai đây này. Tí nữa cho mọi người xem. Còn ra đây bán mọc to đó. Đây là cái loại này này. Loại này nó bán 150 này. Nếu mà nhặt được những cây này này thì nó cũng phải vanh, nó phải về phải 10 năm. Còn cái loại ối rồi ôi này thì 20-30. Mà ngày xưa nó đã bảo 75.000 đấy. Bố cái thằng bán đắt. Tí quay thích thì quay cho mọi người vú sữa. Nhưng mà thằng này có biết mẹ vú sữa gì đâu, cứ trồng tứ lung tung. May mà vừa rồi thoát ế đấy. Không là giờ này vẫn phải chạy. Đây, ra đây để xem có cái gì để kiếm ăn. Nói chung là nó lung tung mà nông nghiệp nó lung tung lắm. Nông nghiệp nó rất là lung tung. em lừa anh đâu, em cũng bị bọn nó lừa. Mẹ tự nhiên con thằng Lâm nó lại, con thằng Lâm nó mới là khôn. Con Lâm nó lại tự nhiên nó bảo là em rút vốn, anh cổ phần mà đặt đi mình nhận nhiều tiền cơ. Mẹ mình nhiều tiền. Cổ phần của mày bao nhiêu? Cổ phần nó 7 triệu hay hơn 7 triệu ấy. Cái tiền bán cho anh úp xoạt được. Anh hết dung lượng rồi không ạ? Nói lắm. Đây này mộc của thằng ối rồi ôi này. Thằng ối rồi ôi chả có thấy tác dụng mẹ. Thôi được rồi, để tôi nghỉ đã. Còn con nhà thế này, đây này mọi người nhìn sơ qua nha. Tí nữa tôi sẽ viết lại cái tiêu đề. Nói chung là bây giờ bán hàng tôi cũng không nặng nề việc bán hàng đâu. Bán hàng thì nói chung là quảng bá xong rồi giới thiệu cho mọi người thôi. Dần dần mình sẽ có cái xu hướng cái việc bán hàng không kiếm tiền dần dần nó kiểu cái mình cũng không thích hay sao ạ. Đây nhài ba lá đây. Có mỗi cây này nó là lạ lạ thế nào tôi bảo thằng này nó bảo là cái giống này nè. Cũng là nhài ba lá nhưng là một cái giống khác. Đéo biết luôn. Đây này, tức là có cây này nó khác so với bọn nhài ba lá này. Và nó lại khác với cái loại kia. Đấy. từ đấy nhá. Như rất nhiều thứ hai kia, còn bên kia là La Giai Đài Loan này. Xong rồi mít miếc các thứ lung tung. Tí ra vào đo mấy cái mọc bán mọc kiếm tiền. Ở bên cái ruộng này nó lớn quá rồi. Cũng muốn bán lắm nhưng mà chưa gặp gà. Cũng muốn bán lắm nhưng chưa gặp gà. Đây, nhài ba lá này. Nhưng mà con này thì phần lớn là hai lá này. Thế mà nó vẫn bảo nhài két. Nó vẫn bảo là nhài ba lá. Đây có hai lá đối xứng loạn đây này. Nói chung là hai lá. Hai lá này nhưng hai lá này nó lại khác hai lá kia nhá. Buồn cười nhỉ. Hai lá kia màu lá của nó không được xanh thẫm như thế này. Đấy. Trong sở học của mình thì có mỗi cây này là kiểu nó nhăng nhăng, nó nhợ nhợ nhợ. Nó chính xác là nó nhợ nhợ chứ còn chả biết nai thì chả biết nai từ cái gì. Nhưng mà bình thường là nhài hai lá thì nó lá nó sẽ ấy hơn. Con này sẽ nghiêng dần về nhài hai lá.
Đấy, mọi người hay hỏi về cái nhài hai ná với cái thứ gì có mấy loại thì trước đấy tôi bảo cái loại này nó là ở giữa, nhưng mà xem các lá đối xứng của nó toàn hai ná này. Ngu, thằng ngu nó biết gì đâu. Kiếm tiền em phải xem lại từ đầu. Xem lại từ đầu cái video này này. Anh phải hú hú ở đâu cho điện thoại nó hồi. Không là nó lại mất sóng mấy cả nó thế nọ thế kia. À, xây dựng cũng thế. Bây giờ nhân tiện em Ngọc Nhân ở đây thì ôi con cá to phết này. Nhân tiện thằng em của em Ngọc Nhân đây thì anh lại bảo mày thật. Mày xem một cái video của Giáp Cơm Hiền Tái bây giờ, ví dụ như là xem của anh Thắng hay là xem của kênh Thăng Long Kỳ Đạo. Đấy là hai tố chất người ta làm khác nhau. Kênh anh Thắng thì bây giờ mà ướng bướng vào chửi anh chặn luôn. Đấy, và kênh của anh ấy chỉ có hơn 60, chắc là gần 70.000 người theo dõi. Kênh Thăng Long Kỳ Đạo thì các bạn đẩy view cho tôi nào, mấy cả các bạn like đi, các bạn sắp đi, kêu gọi liên tục, Trung Karan nó kêu gọi liên tục. Xong rồi rất nhiều người gọi là, xong rồi chi phí mặt bằng rồi rất nhiều người vào ấy. Nhưng mà một mình anh Thắng thi thoảng anh ấy mời thêm mấy ông nữa thôi. Và chi phí về mời người mời nghĩa của anh Thắng nó ít hơn nhiều, chi phí mặt bằng của anh Thắng cũng ít. Nhưng mà thu nhập của anh Thắng, ví dụ như bây giờ Giáp Cơm Liên Tái đang vòng mấy nhá. Nếu mà vào xem bây giờ cái kênh anh Thắng rất ít người theo dõi, nhưng mà mọi người sẽ xem của kênh anh Thắng nhiều hơn. Cái lượt xem ấy, lượt xem của kênh anh Thắng nhiều hơn Thăng Long Kỳ Đạo. Kênh anh Thắng nó xây dựng người ta 4-5 năm rồi, 5-6 năm rồi. Bây giờ thu nhập của anh Thắng cứ không tính cái tiền đô lết mấy tiền ủng hộ mấy tiền nọ tiền kia, mời cà phê 100.000 một cốc, một ly. Anh Ngân anh bảo 100.000 một ly. Thì như kênh anh Thắng bây giờ tầm 10-15 triệu, anh chỉ có ở nhà đi trong đam mê thôi. Thực ra là còn thầy chùa nói chuyện rồi, cái chuyện đam mê. Thì tôi phải nói thật, ví dụ như tôi trong giới này, thế ngày xưa mà chưa quay cây thì là còn thích quay cây, thích ra vườn. Nhưng mà sau một thời gian mình quay cây như này là mình đã thấy chán rồi. Mình thấy nhiều khi là nó cũng chả phải đam mê của mình nữa, mình lại chuyển sang cái khác. Tức là giống như kiểu là các bạn chưa lấy vợ thì thích lấy vợ, lấy sau 2-3 năm hoặc 5-6 năm là chán phẻ. Cho nên thường là những người ở trên mạng ấy, những người ta nhiều tiền thì người ta ít nói chuyện tiền. Những người ta tình dục người ta tốt, nhưng mà người ta được thỏa mãn thì người ta ít nói chuyện tình dục. Chỉ những ông là thứ nhất là tình dục cao nhưng chưa được thỏa mãn, mẹ lên mạng lúc nào cũng lướt lướt để xem tình dục mấy các thứ linh tinh. Bây giờ các ông vừa mới nâm trận xong, bây giờ có bảo mẹ tao cho mày xem bộ phim sách này hay lắm mày cũng không xem. Còn ngày ví dụ như là như kiểu các thầy chùa bây giờ bảo là cho hoàn lương, cho ra ngoài đời sống xã hội là người ta không ra ngoài, người ta bảo đi trong đam mê, nhưng thực tế là người ta cũng không thích cái việc tu đâu. Nhưng tại vì là cái gì cũng thế, nó diễn ra thường xuyên là nó gây chán. Tôi nó thế, ví dụ như nói chuyện đạo lý một thời gian là mình cũng thấy là chán rồi, lại phải đi nói chuyện nôm bôm như này, cây cối là kiếm tiền, cái hướng kiếm tiền như thế nào, để ấy, cây cối ra sao, giá cả thị trường ra thế nào. Đây, nhưng mà bây giờ ví dụ như kênh anh Ngân chẳng hạn, kênh anh Ngân chẳng hạn, anh Ngân bây giờ mà ví dụ xây dựng một kênh của anh ấy xây dựng hình như 6 tháng, anh đặt tên là Nhất Chi Mai, thu nhập của anh ấy mới 6 tháng thì là thu nhập của anh ấy là tầm rơi vào tầm 100 đô, anh ấy chia sẻ như thế và cũng đúng rồi. Ví dụ như tính của ông Thắng với ông Ngân thì lúc nào ông ấy đùa là ông đùa, khi nào ông chia sẻ thật là ông chia sẻ thật, chứ nó kiểu không đánh bóng tên tuổi nó không ấy. À, anh Ngân anh bảo đây anh xây dựng 6 tháng hoặc là nửa năm thì thu nhập bây giờ là nó rơi vào 100 đô một tháng. Ví dụ như bây giờ em bảo là mẹ 2 triệu mấy, em còn chả làm. Nhưng vì em không làm cho nên mai sau ví dụ kênh của anh Ngân nó bằng kênh anh Thắng này, anh ấy chỉ có phát cờ, anh ấy nói chuyện nôm cơm nốt cốp. Mà ngoài tiền cà phê, tiền các thứ là chỉ có từ lượt xem thôi, anh ấy cũng 10 triệu, 15 triệu, nó bằng kênh Thăng Long Kỳ Đạo. Còn ngoài ra ví dụ như em mà muốn phát cờ mà để thế nọ thế kia thì thứ nhất là trình độ cờ của em nó cao thì là qua cái quá trình ăn học cực khổ. Cái nữa là ví dụ như em phải học thêm cái vấn đề mà ăn nói rồi thế nọ thế kia. Bây giờ mà kênh của Lại Như Huynh mà cái số lượng người xem với các thứ nó kém như thế thì nói thật ra là cái tính của Lại Như Huynh mà mình nghe các cái việc mà Lại Như Huynh đánh cờ là mình cũng thấy hơi bất công cho Lại Như Huynh đấy thật. Tại vì nói chung là nó chuyên sâu quá, việc đánh cờ chuyên sâu quá không ấy nhiều. Kênh của Lại Như Huynh bây giờ nó hơi ấy. Thì em nhìn vào các cái kênh như này em biết, ngờ qua cái quá trình như là anh bảo rồi, kể cả làm kênh cũng thế. Nếu mà em phải kiên trì cơ, nhưng mà bây giờ mẹ vẫn phải đi làm những cái khác để kiên trì với cái đam mê. Chứ còn em mà không chịu được thì bố mẹ nên thấy chơi cờ bố mẹ đã chửi cho, xong rồi ngồi khóc tu tu ấy, làm sao mà mai sau có thể là ngồi không mà có tiền được. Như anh Thắng anh Ngân này, thực ra là nói chung là cái nghề nó cái nghiệp, mới cả nói là mọi người như thế thì em phải xem lại. Rồi em thích cờ mà biến nó thành cờ thì qua một quá trình cống hiến nó đủ lớn. Cái thứ hai, cái giọng nói của mình, những ngôn ngữ mình truyền đạt ra sao, nó bao nhiêu thứ nó tác động vào cơ mà.
chứ không có phải là ví dụ như ngay từ đầu anh bảo lại cái thằng Đà Lẽng này, tức là giọng mình nó hơi trọ trẹ thì có đôi khi là mình có thể mình phải ra ngoài Bắc này này, mình đi làm ở đâu hay là mình đi làm cho mấy quán chạy bàn rửa bát hoặc trông quán nét ấy, sau một khoảng thời gian 1-2 năm là cái ngôn ngữ của mình nó thay đổi cái tiếng đi. Nhưng đôi khi cái ngôn ngữ vùng miền này, xong rồi cái việc kiến thức của mình chưa có thì mình phải qua một quá trình mình phải tự tôi luyện. Chứ bây giờ mà bảo cái Thủy mày nói được như video anh đang nói như này mà anh nói cả tiếng đồng hồ, anh không bị giới hạn bởi ngôn ngữ, nó có nói được khối ấy. Ngày ngày nó lướt TikTok, nó lướt nó loạn xì ngậu đi, hiểu chưa? Các bạn cũng phải hiểu như thế, mà nói chung là anh cũng tâm huyết với mày lắm đấy. Nên video nào anh cũng nhắc lên mày, nhưng mà thực tế là như thế. Giới trẻ bây giờ cứ nghĩ là mẹ cứ nhìn kênh anh Thắng với cả kênh nọ kênh kia và ước mơ là đi trong đam mê, mình thích nhảy dây bắn bi, mình chỉ quay cái việc bắn bi nhảy dây mà vẫn có thu nhập 10 triệu đến 15 triệu thì không có đâu. Em phải mất ít nhất là 5 năm hoặc là đấy, như kênh anh Thắng. Mẹ người ta cũng có kiến thức, xong rồi người ta tính người ta cũng như giống tính mình. Chứ không phải là tính như kiểu là cái kênh kiểu kênh cái thằng Trung Karan thì tức là mình không nói về cái vấn đề là tính ai được hay tính ai ấy, nhưng mà kiểu nó phù hợp với mình hơn. Chứ Trung Karan là bạn ấy cũng hơi khéo mồm đấy, trông vậy thôi, nhưng còn làm sao mà thẳng tưng được như kiểu anh Thắng với anh Lân. Còn đôi khi là nói bảo ai thẳng được tưng bây giờ cũng lươn nẹo cũng ấy lắm chứ. Đến mình cũng lươn nẹo, đôi khi cũng lươn nẹo bỏ mẹ. Đôi khi là đấy, đến bây giờ lại thấy là mắng anh em chúng nó suốt ngày cũng không đúng đâu. Cho nên là mỗi người có một sở trường. Với cái thứ hai là cái khi mà các bạn thấy tôi đang ngồi ở cái chỗ nó mát mẻ như này thì các bạn phải biết là cái cây này tôi đã trồng nó khoảng tầm 5 năm 7 năm rồi thì tôi mới ngồi được chỗ mát này chứ. Còn nếu tôi ra ngoài kia thì nó lại nắng, tại vì cái cây kia nó mới được có 2 tháng. Làm sao mà cái gì cũng thế, mọi người phải nghĩ đến cái việc ý. Một cái kênh mà nó chạy quảng cáo thì nó nhanh được nhiều 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 người theo dõi, nhưng mà cái lượt ví dụ cùng lượt phát như này thì nó sẽ không bằng mình được. Đúng không? Cái gì cũng thế, suy nghĩ nó sâu ở mấy cả quen. Nói chung là cái thu nhập của mình, thu nhập của bất kỳ ai nó tương xứng với cái sự đóng góp của mình cho xã hội đấy, cho tha nhân. Các bạn hiểu nó đơn giản như thế để không tạo áp lực. Nói chung là anh Thắng thì cái nguồn thu của anh ấy thì từ cái việc là cái mẹ gì nhỉ, cái việc là dạy khóa học rồi bán sách lậu. Anh chưa nói về cái vấn đề của anh Thắng đâu. Chứ có phải là cứ sách Trung Quốc xong rồi chúng ta mang về, xong rồi chúng ta thuê người Việt dịch xong rồi nó sang tiếng Việt là chúng ta được cấy đâu. Cứ hỏi anh Thắng, xong thằng Tuân nó nói thế có đúng không? Em có một ông anh ông ấy muốn hỏi anh là cái sách này anh đã xin bản quyền của Hướng Ngân Xuyên hay nhà xuất bản ở bên kia chưa? Thực ra phải xin giấy phép xuất bản của cái nhà xuất bản ấy. Chứ chưa phải là tác giả đâu. Tác giả đôi khi còn chả có tác dụng mẹ gì. Tức là phải xin giấy phép xuất bản của nhà xuất bản người ta để dịch sang tiếng nọ tiếng kia. Còn bây giờ kiểu em ngây thơ, em cứ nghĩ là người nọ người kia giàu rồi, cho nên người ta làm cho vui. Đây anh cũng bảo là anh đang làm cho vui đấy, nhưng thực tế đằng sau cái việc vui này nó còn bao nhiêu thứ cơ. Anh đang vui thật, nhưng mà đôi khi là bây giờ bình thường mà anh mà không bị áp lực bởi việc bán cây với các thứ linh tinh, anh chỉ quay mỗi cây thì chả nói mẹ. Nhưng đôi khi mình vẫn bị là cái việc là không phải vui đâu, mà đôi khi ví dụ cống hiến cho xã hội thì nó dần dần xã hội lại mang lại cho thu nhập cho mình. Nhưng còn nói chung là ông nào cũng bảo là tao giàu rồi tao không phải kiếm tiền. Nói thật ra là trừ trường hợp như anh này này, đây này, chân đất đây này đấy, ôi nhà riêng 5 tầng mẹ. Em phải hiểu đối với em cứ hỏi luôn cái ông anh Thắng ấy, mà thu nhập của anh đối với em thì hoặc là với người nọ người kia thì nói chung là cũng cao. Anh có 2 cái nhà xong thế nọ thế kia. Ờ mẹ, nhưng mà em có đặt trường hợp người ta đâu. Lòng tham con người nó là không có đáy. Mẹ nhà 5 tầng còn muốn mẹ nhà phố cổ cơ. Xong rồi mỗi tỉnh này có cái nhà cơ. Thu nhập với em hoặc là với người khác, hoặc là như kiểu anh lên sóng thì anh ấy nói như thế là mãn nguyện. Nhưng ở một cái video khác anh lại đau đáu về việc thu nhập. Như hôm qua video em cứ xem lại mà xem. Anh nói mẹ giờ này làm gì có tiền. Muốn đi lên 1900 lắm nhưng không có tiền. Nên cứ xem lại mà xem. Thi thoảng ở trong những video em xem thì em phải đau đáu theo những cái việc người ta chia sẻ. Chứ còn đôi khi mình dựa vào một cái xong mình chấp vào như nó thì nó không đúng đâu. Còn chả có ông đéo là ông ấy nói bảo tao giàu rồi tao không phải đi làm ấy, tao làm cho vui. Ngày xưa anh bảo làm cho vui thật, tại vì thu nhập bao nhiêu thì anh cũng chả cần phải, nó không bị ràng buộc. Ăn thì bây giờ còn chả ăn cơm, ngắt một nắm rau rồi luộc là xong. Nhưng anh Thắng anh ấy vẫn còn người nọ người kia. Theo chia sẻ của anh Thắng là đây bây giờ vẫn còn người yêu lọ người yêu kia, xong rồi con cái mà sao học rồi. Thường là cái suy nghĩ của chúng ta vẫn bị cái
cái cảm giác là không kiếm tiền, không có tích lũy thì mai sau chúng ta già, chúng ta bệnh tật rồi thế nọ thế kia thì không ấy. Nó phải xuất phát từ cái bản chất cơ. Nhưng còn bây giờ mà bảo là anh Thắng mặc vest đi để em tặng anh thế nọ thế kia, dám ông ấy mà mặc lắm. Nhưng các ông cứ thử đô lết cho tôi, bảo tôi mặc vest tôi còn chả thèm mặc. Các ông đến thì đến, không đến thì thôi. Đấy, tức là em phải thay đổi cái ấy đi. Cái gì ấy? Thôi ông bán hàng đi, mẹ ông trước nó chửi mình. Tức là muốn bán cái gì phải nói rõ. Nhưng mà thực ra là tôi cũng chả... Tôi nói thật bây giờ nói về cái việc bán hàng chắc phải gần Tết. Khi cái việc vận chuyển vào các thứ linh tinh, cái cầu nó cao lên. Bây giờ cái thủy nó vẫn tập trung vào bán hàng, mình quay mình nói phét. Nói chung là nói và nói phét thì cũng không đúng đâu. Mà ví dụ đấy, cái vấn đề của Ngọc Nhân xong, những cái suy nghĩ của em ấy nó chưa được gióng cho nó đúng ấy. Theo cái kiểu ngày xưa, ví dụ tầm ít ít tuổi tuổi mình lại suy nghĩ theo kiểu khác. Bây giờ lớn lên mình suy nghĩ nó chín chắn hơn, nhiều tuổi nên mình chín chắn hơn. Mình cứ nghĩ, nói chung là tôi cũng nói với cả tất cả, hoặc là như kiểu Ngọc Nhân ấy. Cái thu nhập của em nó phải tương xứng với cái việc đóng góp của em cho xã hội. Ví dụ như còn cái việc mà em phát cảm giác là hay hơn cả anh Thắng, nhưng mà em lại ít người xem, ít tiền hàng tháng, thì phải quay lại cái vấn đề là anh Thắng anh làm cái việc vô nghĩa ấy hàng 5 năm, 7 năm rồi. Trong khi em mới làm được có 1 tháng em đã cảm giác là thế nọ thế kia. Vẫn phải học rồi trao rồi, kèm mà vẫn hơn nhất là vẫn phải xem. Thực ra ở cái này nhá, cái Facebook này này, mẹ tí nữa mà đăng lên trên YouTube nó mới được xem của tôi, nó bây giờ nó đang kỳ vọng. Nói chung là làm YouTube dạo này là được. Thôi được rồi, để nghỉ đã. Mẹ không hết, mẹ dung lượng lại không bán được. Bán này nói chung là hôm nay đo mấy cái loại mộc này, xong rồi mấy cái đơn vớ vẩn. Nói chung là hai vợ chồng của anh Thắng với cả vợ anh Thắng với anh Thắng này đôi khi không hiểu đâu. Nó cứ kiểu gì ấy. Phải ở trong hoàn cảnh người ta mới biết được. Như hôm nay nói chuyện về anh Thắng với cả Thăng Long Kỳ Đạo với Trung Caran với anh Nân cũng hơi nhiều. Đôi khi mình có hiểu gì người ta đâu, chỉ biết người ta qua mạng xã hội hoặc là mấy cái video thì làm sao mà biết mà nói được. Nhân tiện nói với em thì như thế, cái gì cũng thế, em muốn làm một cái gì thì cũng phải nó kiên trì. Cái thứ hai, thấy người ta làm như thế thì mình có cái gì mình học hỏi thì mình học hỏi. Chứ còn đôi khi thì mẹ đến bây giờ kể cả em có ngồi đây anh bảo em làm y như thế, nhưng mà làm được 2-3 ngày này em chán, em làm sao em làm được. Em hiểu chưa? Bao nhiêu người chứ, tại vì cái người ta không chịu được cái ý. Xong rồi được một thời gian người ta lại thấy là đấy không phải là đam mê của người ta nữa. Được một thời gian người ta chán ngay mà. Bây giờ các ông sư ở trong chùa không muốn đi ra ngoài, hoặc là không ấy được, là tại vì người ta sợ đi ra ngoài. Thì người ta lấy gì để sống? Bây giờ bảo là bây giờ người ta có thể người ta, ví dụ như anh Thắng, nói thẳng ra là ví dụ như ông Thắng. Anh Thắng anh cũng không thích cờ đến như thế đâu. Nhưng mà ông ấy cũng chưa nói với em như thế. Nhưng anh nói thẳng luôn là cây cối với anh cũng không thích lắm đâu. Nhưng mà toàn anh em làm cây cho nên là mình cũng phải bán. Chứ còn bây giờ mà em hỏi anh Thắng anh sẽ chia sẻ thật. Anh không, đến bây giờ anh không thích cờ đến mức đi đâu. Chẳng qua đấy là cái nguồn thu chính của anh. Nhưng bây giờ mà em như em bảo là anh Thắng anh có điều kiện rồi, nhà 5 tầng với thế nọ thế kia, anh phát cho vui. Mẹ vui bây giờ mà không gắn với cờ nữa thì anh đã đi làm cái khác. Nói thật, làm cái gì một thời gian sau là người ta cũng không còn yêu thích nó như cái thủa ban đầu nữa. Người ta lại muốn thử thách người ta ở lĩnh vực khác. Nhưng mà thử thách lĩnh vực khác biết có thu nhập hay không? Em cứ trải qua khoảng tầm 3-4 nghề, 5-6 nghề em mới biết. À như, thôi mà không nói nữa, để nghỉ đã. Hiểu chưa?